Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Trời ơi, hôm nay á ăn trưa cùng với hai bà vui ơi là vui luôn á. Yeah. Ấy mà khoan đã, từ sáng mơ cho tôi hỏi này cái, bà là con trai hay là con gái vậy? Tôi tất nhiên là con gái rồi, tôi nói gì kỳ vậy? Tôi tiền này muốn đúng không? Thật ra tôi hỏi bà như vậy thôi á là bởi vì á tôi thấy bà mạnh mẽ mà, mạnh mẽ y như con trai luôn á, chứ tôi cũng biết bà là con gái mà, chẳng qua tôi hỏi cho vui thôi. Ủa, tôi đâu có làm gì đâu mạnh mẽ đâu. Ông nói gì vậy? Thôi, tôi ăn xong rồi tôi đi nha. Ê Sam ơi, trời ơi, mới ăn trưa xong rồi đi đâu rồi trời? Ê Sim ơi, vậy thì thôi tạm biệt bà nha, tôi cũng ăn xong rồi. Tôi đi trước nha, tạm biệt. Trời hôm nay vui quá. Trời ơi mệt quá, ngày nào cũng phải đóng vai như là một cái thằng nhóc khù khờ thế này, mệt thật sự luôn á. Chẳng giống với tính cách thật của mình chút nào cả. Mệt quá, thôi đi ra ngoài nhận nhiệm vụ tiếp. Xin chào tất cả mọi người, nếu mọi người không hiểu tôi vừa nói gì thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu nhé. Tôi là Phong Cận, là một điệp viên xuất sắc đang thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại tôi đang cải trang thành một học sinh ngốc nghếch và nhát gan để tiếp cận một người, đó chính là Sammy, con gái của ông trùm mafia khét tiếng. Đây là một băng nhóm tội phạm vô cùng biết cách giữ bí mật và hiện tại tôi vẫn chưa có manh mối gì về tổ chức này. Chính vì vậy, tôi phải tiếp cận cô gái này. Liệu tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ này hay không nhỉ? Để tiếp cận được con gái của ông trùm mafia đâu có phải là dễ đâu. Tôi tới rồi đây. Nhiệm vụ của cậu dạo này sao rồi? Thật sự tôi vẫn chưa tìm được manh mối gì cả. Bởi vì gia đình mafia này rất là biết cách giữ bí mật, họ không để lộ bất cứ một thông tin gì ra ngoài cả. Chính vì như vậy cho nên tôi vẫn chưa biết được gì. Tôi nghĩ cậu sẽ làm được. Cậu là một trong những điệp viên xuất sắc nhất của tổ chức. Tôi tin cậu sẽ làm được. Hiện tại thì tôi đã tiếp cận được con gái của ông trùm mafia này rồi, đó chính là Sammy. Tôi không biết rằng là cô bé này có tính cách như thế nào, có vẻ khá là khó gần. Nhưng mà không sao, tôi vẫn đang giả vờ là một thằng nhóc khù khờ để có thể dễ dàng tiếp cận cô ấy hơn. Chắc là sẽ sớm có được thông tin thôi. Nếu có khó khăn gì, hãy cứ gọi cho tôi. Và cậu yên tâm, tôi sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi chắc chắn nhiệm vụ này sẽ thành công chót lọt. Còn bây giờ thì chắc là tôi phải đi học tiếp đây. Được rồi, tạm biệt cậu. Bây giờ lại tiếp tục phải giả làm một thằng nhóc khù khờ nữa rồi. Các bạn ơi, chúng ta cùng nhau đi chơi nào. Let's go, đi chơi thôi. Hình như Sammy đang ở trong lớp học. Thôi được rồi, bây giờ phải tìm mọi cách nào đó để có thể tiếp cận và kết thân với cô ta. Như vậy thì mới có thể tìm được manh mối được. Mọi người ơi, hôm nay bọn mình đi chơi đi mọi người. Sammy nè. Sammy ơi. Nhớ tôi không? Tôi là Phong Cận nè. Sáng nay gặp bà ở ngoài canh tin á, nhớ không? Lại gặp cái tên phiền phức nữa rồi. Ủa, chào Phong Cận. Chào cậu nha. Ơi, nhưng mà khoan, từ, tôi nói cậu nghe nè. Tôi mới biết được ở ngoài gần trường học của mình á có một cái công viên vui lắm luôn á. Hay là chiều nay bọn mình đi chơi chúng nhau đi được không? Hả? Đi chơi hả? Đúng rồi. Chắc là không được rồi, tại vì mình đang bận học á. Mình đang bận học nha. Xin lỗi cậu nha. Trời ơi, thấy chưa, tôi biết mà. Trên đời này làm gì có ai tốt với tôi đâu. Bà có biết không, ở trong cái lớp này á, ai cũng bảo á, là không thèm chơi chung với tôi á. Tôi không hiểu sao lại không chơi chung với tôi nữa. Mặc dù ở ngoài tôi cũng đẹp trai mà, tôi cũng vui tính mà. Mà không hiểu sao không ai chơi chung với tôi đó. Giờ bà cũng từ chối. Những người như cậu mà cũng có người kết bạn hả? Nếu vậy thì thôi mình sẽ đi chơi với cậu vậy. À, cái gì? Cậu quyết định là sẽ đi chơi chung với mình hả? Trời ơi, tôi biết mà. Tôi biết là cậu thế nào cũng sẽ đồng ý đi chơi chung với tôi mà. Yeah. Được rồi, vậy thì để tôi ôm cậu một cái nha. Cảm ơn cậu, cảm ơn. Không cần đâu. Nói chung là hôm nay mình sẽ đi chơi với cậu nha.
Ủa trời ơi, bọn mình kết bạn nhau thì cho ôm cái ơi, có gì không trời. Vậy thôi được rồi, bây giờ cậu quyết định đi chơi chung tôi là tôi vui rồi. Vậy thì hẹn cậu chiều nay á, học xong á tầm 6 giờ đi. Bọn mình thay đồ xong rồi bọn mình ra ngoài công viên đi chơi ha. Ừ, cũng được, vậy nha. À ok ok, trời ơi vui quá. Ok, xong bước 1, cô ấy đã đồng ý đi chơi chung với mình rồi. Ok, vậy ha Sam, vậy ha, mình quyết định nha. Vậy nha. Ok, ok, học bài thôi. Vui quá. 2 hours later. Trời ơi, vui quá. Vậy là hôm nay hẹn được Sammy đi chơi rồi. Nhưng mà khoan hả, từ. Tính ra đâu có Sammy hay có ai ngoài đây đâu mà mình phải nói bằng cái giọng đó ta. Trời ơi, nói bằng cái giọng cứ chi chóe kiểu vậy mệt muốn chết luôn à. Thôi, nói giọng bình thường vậy. Ủa, ai kêu tôi vậy? Trên này. Trời ơi, làm cái gì mà leo lên cây vậy ông nội? Làm gì vậy? Trời ơi, tôi nói với cậu rồi, tôi đã bảo là tôi sẽ luôn theo hỗ trợ cậu. Này, tôi đang đi theo đó. Trời ơi, cái ông này, ông leo lên cây như vậy á, người ta nhìn người ta mới phát hiện ra, người ta mới nghi ngờ á ông nội. Trời ơi, leo lên cây làm gì không biết nữa, xuống đi. Không, trên này thì người ta mới không thấy, chứ còn á, ở dưới đấy là người ta mới bị thấy á. Trời ơi, thiệt luôn á, tôi không hiểu sao mà tôi có thể kết bạn với một cái người như ông luôn á. Thôi được rồi, bây giờ ông cơ trên đó luôn đi, nhưng mà nhớ là núp vô giùm cái đi, không thôi bị phát hiện à, xong luôn nghe chưa. Thì biết rồi, biến mất nè. Rồi, hey, bây giờ phải đứng đây để Sammy tới nè, núp vô đi ông nội. 5 minutes later. Ê, hey, hôm nay được đi chơi với Sam mà vui quá. Tôi tới rồi nè. Hello Sam nha, trời ơi tôi đợi bà từ nãy giờ mệt chết luôn á. Ủa mà bây giờ tụi mình đi chơi hả? Đúng rồi. Ủa trời ơi, sáng nay tôi mới vừa nói với bà là bọn mình đi chơi công viên với nhau á, bà không nhớ hả? Đi công viên đó. À công viên hả, tôi nhớ rồi. Ủa mà từ, không lẽ bây giờ hai tụi mình đi bộ hả? Mỏi chân lắm á. Tất nhiên là không đi bộ rồi, phải có xe chứ. Xe. Tôi có chuẩn bị xe ở phía đằng trong rồi á, lấy xe mà đi đi. Hả, cái gì, xe hả? Rồi ok, cảm ơn nha. Ê, tất nhiên là bọn mình phải đi xe rồi. Trời ơi, tôi có chuẩn bị hai cái xe đạp ở trong kia, bọn mình đạp xe đi chơi với nhau cho nó lãng mạn, hiểu không? Yes. Rồi đi theo tôi, qua đây nè, xe trong đây nè. Đúng hả? Đúng rồi, xe trong. Ủa? Cái gì? Xe nè. Cái này đâu phải xe đạp đâu, là xe ô tô mà. Đúng rồi, xe ô tô á, cái này là chiếc xe siêu xe mà tôi mới mua được á, thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp. Nhìn ông khờ vậy mà cũng có xe đẹp dữ ha. Tất nhiên rồi, nhìn tôi vậy thôi chứ nhà tôi cũng giàu lắm á, cho nên là tôi mới làm bạn với Sam được chứ, nghe nói nhà Sam cũng giàu lắm đúng không? Nhà tôi bình thường à. Nhà bình thường hả? Nè, cái ông kia nghĩ sao vậy hết? Chứ ông chuẩn bị xe đạp thôi, làm gì chuẩn bị nguyên cái xe hơi siêu xe vậy? Ủa bây giờ đàn ông con trai phải đi cái xe ô tô nó lấy ngầu, như thế thì mới nói được thông tin chứ. Trời ơi, thiệt sự luôn á, mệt ông ơi. Thôi được rồi, vậy thôi bây giờ Sam lên xe đi, tôi chở Sam đi công viên nè, lên đây, ok. Rồi, tôi biết rồi. Rồi, đi thôi, let's go, lùi xe lại nè, rồi ok, đi thôi nào. Yên tâm đi, tôi lái xe cẩn thận lắm, yên tâm. Sam ơi, cho tôi xin lỗi nha. Tính ra là hồi nãy á, do cái xe kia là siêu xe á, cho nên là tôi lái xe chưa có quen tay, cho nên mới lỡ bị ngã xe. Thôi bây giờ bọn mình đi xe buýt đi cho nó an toàn ha, được không? Cũng được. Ok, được rồi, giờ cũng tới nơi nè. Thôi giờ bọn mình đi ra ngoài đây, đi chung tôi nè, ra ngoài đây. Xin giới thiệu với Sammy, đây chính là một cái công viên mà tôi mới phát hiện ra, vô cùng vui luôn nha. Bây giờ bọn mình sẽ đi chơi chung với nhau nè. Ơi mà tính ra tôi với Sam á, mặc đồ á, nhìn cũng giống nhau nữa, nhìn y hệt như bọn mình đang mặc đồ đôi gì đó, nhìn y như là một cặp tình nhân gì đó. Ủa đâu đó vậy, còn nghĩ gì vậy? Trời. Tôi giỡn. Thôi bây giờ mình đi chơi đi. Đi theo tôi nè. Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi chơi nha. Rồi ok, đi vô đây. Tôi mua vé sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần đi vô thôi. Này, vô đây. Đó, ở chỗ này á, nó có rất nhiều trò chơi luôn. Giờ Sammy muốn chơi trò gì nè? Tôi hả? Tôi muốn chơi trò chơi bắn súng. Bắn súng hả? Con gái mà chơi bắn súng gì mạnh bạo vậy? Không, ý tôi bảo là tôi muốn chơi đua xe thôi. Đua xe Đua xe hả? Ok, được.
vậy thì đi vô đây. Trời ơi, cái gì chứ dễ mà. Vô đây Sam ơi. Rồi, đi thôi. Bây giờ á, xe sẽ đưa bọn mình đi tới chỗ khu vui chơi nha các bạn nha. Ok, đi thôi nào, let's go. 1 hour later. Wow, Sammy ơi, nhìn nè, ở chỗ này có nguyên một cái khu ngựa xây vòng tròn, nè, vui quá trời vui. Giờ mình chơi thử đi. Ủa, nãy ông bảo dẫn tôi tới chỗ đua xe mà sao lại thành đua ngựa vậy? Ủa, trời ơi, mình đua xe làm gì? Trời, đua xe nguy hiểm mấy mồ à. Bây giờ mình đua ngựa thế này là nó vui hơn, thấy không? Này nè, nhìn nè, nhìn nè. Có cái anh này, anh đang đua trên ngựa nè, nhìn thấy vui không? Đó, vui quá trời vui luôn. Leo đi, leo đi. Nè, để tôi. Hey. Ồ, rồi, ok, tôi leo luôn. Wow, trời ơi, các bạn nhìn nè, bạn vui ơi là vui luôn á, vui không Sam? Vui không? vui quá. Bây giờ á mình cứ đua ngựa như thế này á, đua tầm tiếng 2 tiếng gì đó đi rồi mình đi ăn trưa là được à, được không? Cái gì? 1-2 tiếng à? Hả? Ủa vậy là Sammy không thích trò này à? Tôi thích chứ, trời ơi, trò đây của Dương chết à. Ai, thôi rồi, xuống đây, Sammy xuống đi. Thôi rồi, bây giờ Sammy không thích chơi trò này không được. Vậy thì tôi sẽ đưa Sam đi chơi trò khác đi. Ok, đi theo tôi. Qua đây. Bên này nè. Ui, Sammy ơi, hay là ở bên này có cái trò bắn gà nè, mình chơi bắn gà đi Sam. Ở này vui lắm luôn á. Chơi thử không? Thích quá. Ok. Vô đây. Đây, tôi mua vé hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần vô mình chơi thôi nè. Sammy coi tôi thể hiện tôi bắn mấy con gà cho Sam coi nè. Đây, nhìn tôi nè nha. Nè, coi tôi nè. Ui. Cha. Ui. Cha. Ui, dính được một con rồi nè. Cha. Ui. Ủa sao kỳ ta, sao bắn từ nãy giờ mà dính được có mấy con này trời, tốn tiền quá à. Trời ơi, còn bắn gà quá à, thì tôi bắn cho bà xem nè. Ủa, Sammy bắn hả? Trời ơi, Sammy là con gái mà làm sao mà chơi trò này được. Tôi là con trai mà tôi tàn bắn hụt không nè, coi nè. Thấy không, tôi là con trai mà tôi tàn bắn hụt không à. Sammy sao bắn vô được. Trời ơi, khinh thường tôi đúng không, tôi bắn cho bà xem nè. Ok, đâu giờ Sammy bắn hết coi. Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy Sammy? Bắn phát nào là trúng phát đó luôn, đỉnh dữ vậy trời. Cái này mình bắn chơi thôi, không có gì đâu. Bắn chơi thôi mà đã ghê vậy luôn hả? Ủa, bộ lúc nhỏ ở nhà là ba mẹ của Sammy có chỉ cho Sammy chơi bắn cung hả? Hay sao mà giỏi dữ vậy? Không, cái này tôi bắn chơi à, ông đừng nghĩ nhiều, thôi bây giờ chơi cho khác nha, đi nha. Rồi, ok. Đúng thiệt là con gái của gia đình mafia, chơi mấy cái trò này ghê thiệt sự. Nhìn mà nổi da gà luôn á. Thôi được rồi, ok, mình đi chơi trò khác ha. Đi thôi. Wow, tàu lượn siêu tốc. Trời ơi, cái trò này được nè Sam ơi. Tôi hơi bị thích trò này luôn nha. Tôi coi trên tivi hoài à, thấy vui lắm luôn á. Bà dám chơi trò này không? Mà trò này hả? Tất nhiên là chơi, sao lại không? Tôi đâu có sợ đâu. Nè, tôi không có ép nha. Bà là con gái á, tôi biết chắc là bà thế nào cũng sợ mấy cái trò mà cảm giác mạnh như thế này nè. Lên trên đó đừng có khóc, rồi sau đó ôm tôi nha. Đừng vậy nha. Nghĩ sao vậy, tôi ôm cầu vậy? Lên thử đi, rồi biết ai like. Rồi ok, lên nè, rồi lên, ngồi sau tôi nè. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc nha các bạn nha. Bắt đầu thôi. Nó đang di chuyển rồi các bạn ơi. Wow, trời. Ơi sao mà tôi thấy nó nhẹ nhàng quá, nó không có gì đáng sợ các bạn. Ủa sao nó không có gì đáng sợ vậy ta? À không, từ, hình như phải lên trên cao rồi nó bắt đầu nhanh hơn các bạn ơi, hình như gần tới rồi nè. Đúng rồi. Ồ, chắc là không có gì đáng sợ đâu. Ui, lên trên cao nè các bạn ơi, chuẩn bị trượt nè. Sammy đừng có sợ, ôm tôi nha, đừng có vậy nha, tôi ngại lắm đó. Nghĩ sao vậy? Ok. Ui, cao quá, thấy chiếc máy bay trên trời luôn. Trời ơi, vui quá, hồi hộp quá. Đây là lần đầu tiên tôi chơi cái trò này luôn á. Sắp xuống rồi nè. Sắp rồi. Chắc là cũng đơn giản y như là trên TV tôi sẽ. Cái gì vậy? Trời ơi, cái trò gì đâu mà trắng phèo dễ sợ luôn à. Cái gì vậy? Ủa, ông ơi, sao ông la dữ vậy ông nội? Trời ơi, đáng sợ quá. Ủa sao không vậy? Tôi không sao đâu, chỉ là hơi chóng mặt xíu thôi. Bà đi mua giúp tôi ít nước được không? Tôi khát nước quá. Cũng được, để ông ngồi đây nghỉ nha, để tôi đi mua nước nha. Ok, đi. Bị đặt ra gió. Trời ơi, đau đầu quá. Trời ơi, tôi không tin được luôn á. Cậu diễn ghê thật á. Cái trò con nít này á mà cậu diễn sợ được á hả? Cậu diễn á mà tôi tưởng là cậu sợ thật luôn á trời. Diễn đâu mà diễn. Trời ơi, tôi sợ thiệt đông nội. Ông làm ơn ông đi mua giùm cho tôi cái liều thuốc nhức đầu đi. Tôi đau đầu quá. Trời ơi. Mặt ơi á, đi mua thuốc giùm tôi đi. Ủa vậy hả? Đừng có nôn tao người tôi nha. Đây, tôi tưởng có ông giả vờ chứ. Đây, đi mua liền. Đi mua giùm tôi đi. Trời ơi, chóng mặt quá. 2 hours later. Hey, trời ơi, Sammy ơi, tôi nói bà nghe nè, từ nãy giờ
giờ á, tôi với bà chơi toàn cái trò cảm giác mạnh không, tôi mắc ói quá. Thôi giờ mình qua mình chơi cái trò gì khác nhẹ nhàng hơn đi nè. Cái trò này nè, biết trò này trò gì không? Trò này hả? Ủa là trò gì vậy? Trời ơi, trò này á là trò... Ủa là trò gì ta? À, tôi nhớ rồi, trò này người ta gọi là trò đập thú. Đó, hơi bị vui luôn nha. Cái gì? Đập thú hả? À? Trời ơi, tôi thích nhất những trò chơi đó. Trời ơi, cái gì mà liên quan ai đập là tôi thích chơi lắm. À, trời ơi, con gái gì đâu mà cái ghê đúng thiệt, con gái của mafia rồi. À, đây, đây, ok, ok. Bây giờ vô đây coi tôi chơi trước cho coi nè. Đầu tiên nha, mình bước vào đây nè, nó sẽ cho mình cái búa, thấy không? Đó. Rồi sau đó mình sẽ đứng ở đây, mấy con này sẽ ngước cái đầu lên nè, thì mình sẽ đập nó nha. Ủa đâu rồi? Đâu hết rồi? Lót cái đầu lên coi. Trời ơi, mấy con này nó nhanh quá, tôi đập không được, sao mới khó quá à. Trời ơi, ông gà gần chết là hậu đậu quá à. Thôi xích qua đi, chơi mà đánh không được con nãy chơi vậy. Rồi, ok, vậy nên tôi xem coi bà chơi sao, bà nói tôi đúng không? Rồi, bà chơi thử coi, chơi thử coi. Nhìn nè, ui vậy? Ủa, sao không đánh mà lại đập được vậy, nhanh nhờ. Trời ơi, tưởng thế nào, hóa ra cùi bắp mà bà nói tôi. Trời ơi, đập nó được thế nào đâu, thấy không? Trời ơi, đập từ nãy giờ được có 1-2 con à, liêu liêu, ít điểm hơn tôi nữa. Trời ơi, tốt quá nè. Bà làm gì vậy bà đời, trời ơi. Trời không có đập được. Trời ơi, Sam ơi, cái máy này của người ta đắt tiền lắm á Sam, mà đập gì đó, tiền đâu đền. Trời ơi. Chạy nhanh lên, trời cái bà này thiệt luôn, báo quá báo à. Trời ơi, ủa mà khoảng từ sao sao trong người bà có nguyên cái cây đại bác hay ghê vậy Sam? Súng đồ chơi à, không phải đại bác đâu, súng đồ chơi à. Súng đồ chơi mà nó đã nổ dữ vậy rồi hả? Wow. Thôi bây giờ mình chạy đi, Phong ơi, tự thân bà. Chạy trời ơi, Sam ơi là Sam, báo quá báo à. Em dâu nè, kem bạc hà nè, kem sô cô la, kem sữa, trời ơi, nhiều kem ngon quá. Ê Sammy ơi, từ nãy giờ bọn mình chơi nhiều rồi, hay là bây giờ mình kiếm gì đó ăn đi, chứ tôi cũng đói bụng rồi. Ở chỗ này có kem nè, mình ăn kem đi ha. Kem hả? Đúng rồi. Nghe ngon quá. Bây giờ nè, Sammy muốn ăn kem gì nè? Trời ơi, chỗ này có vị kem ngon á, ăn kem gì nè? Kem hả? Nếu mà tôi ăn kem, tôi sẽ ăn cái kem cay nhất thế giới. Tôi muốn ăn kem ớt, đó cái loại mà ăn cay xé lưỡi luôn. Đó, bỏ chút chết với tôi. Đó, tôi là cái gì vừa cay mà vừa ngầu cái này được. Ơi mà Sam ơi, trên đời này làm gì có cái kem nào mà là kem ớt bà nội. Trời ơi, đúng rồi, không có kem ớt, kem này chỉ có kem dâu, kem bạc hà, rồi kem matcha, rồi tùm lum la, chứ làm gì mà có cái có kem ớt. Ủa, tôi đâu có biết đâu. Vậy thì cho tôi cái kem nào cũng được hết trơn á. Vậy ok, bà con gái vậy để tôi mua cho bà kem dâu ha. Anh gì ơi, bán cho em cây kem dâu nha anh. Rồi, ok, chú em đợi anh xíu nha. Có ngay, có ngay. Cái này là kem hả? Kem dâu. Sao nó? Sam ơi, bình tĩnh, Sam ơi, sao vậy? Bình tĩnh. Sao nó ngon vậy? Hả? Trời ơi, vậy? Ngon quá à. Chưa bao giờ tôi ăn được một thứ mà nó ngon, nó tuyệt vời như thế này nữa. Ngon quá hả Sam? Trời ơi Sam ơi, bà lần sau á mà có ngon quá thì bà cũng im lặng xíu được không? Bà la cái gì mà to vậy, người ta nhìn kìa. Trời ơi, tôi la to lắm hả? Đúng rồi, la to lắm luôn á. Trời ơi, nhưng mà khoan từ, đây chỉ là một cái kem dâu thôi mà sao tự nhiên bà la to như vậy hả? Bộ ngon lắm hả? Kem tất nhiên là ngon rồi, tại vì đây là lần đầu tiên tôi ăn kem mà. Lần đầu tiên ăn kem. cũng đúng ha, bà cũng là gia đình mafia mà, tất nhiên làm sao mà có thể ăn mấy món của trẻ thơ cái này được. Ok thôi, được rồi, vậy thì bây giờ bọn mình cũng đi chơi nhiều rồi, thôi bây giờ mình đi về đi ha. Thôi ba mẹ lo á, được không? Ừ, tôi cũng nghĩ đến về rồi á. Ok, thôi giờ mình đi về ha. Alo, hello em gái nha. Chào bạn nha, có chuyện gì không vậy? Em gái xinh đẹp, cho anh xin số điện thoại được không? Nè các ông kia. Nè đừng có mà bắt nạt bạn của tôi nha. Tự nhiên không cái gì xin số điện thoại gì nè, đây là bạn của tôi á, đừng có mà tào lao. Vậy ngươi là cái thá gì mà dám xem vào chuyện của tao với em gái xinh đẹp này hả? Tôi hả? Tôi là bạn trai của cô ấy được không? Nani? Ủa gì hả? Hả?
không không. Nói gì vậy? Bà im lặng, bà im lặng đi, để tôi xử lý mấy thanh niên này là phải để tôi xử lý. À, nè, đây là bạn gái của tôi, không thấy bọn tôi đang mặc đồ đâu với nhau hả? Ở đó mà xin số điện thoại gì? Tránh ra chỗ khác. À, thằng này náo. Biết ta đây là ai không? Anh đây chính là giang hồ cái vùng này, anh nói cho nó cẩn thận đó. À, giang hồ hả? Giang hồ kiểu gì mà ăn kem dâu trời ơi, giang hồ cu te vậy hả? Ăn kem dâu kìa. Ăn kem dâu thì chạy người ta, sở thích của mỗi người chạy người ta. Chạy. Tên này hắn cả treo với mình, dám ý kiến đi cò, dám nhìn thành cô em xinh đẹp đấy với mình không được. Anh em đâu? Đàn em đâu? Đây. Cái gì? Chơi gọi đàn em luôn hả? Hả? Ui, trời, cái gì mà gọi một lần ba ông đàn em luôn vậy? Trời, mấy cái ông này nhìn cao to lực lưỡng vậy? Ui trời. Cửa gì? Thấy gì chưa? Ta có đàn em ngươi có không? Ta mạnh hơn ngươi. Bây giờ tốt nhất là tránh ra chỗ khác. Sợ đúng không? Trời ơi, tức cường chết luôn à. Bây giờ ông có sợ đâu không? Để tôi sợ. Nè cái tên kia biết tôi là ai không hả? Sam ơi, Sam ơi. Cô em xinh đẹp. Sam ơi, bình tĩnh Sam ơi. Cái chuyện này là để đàn ông con trai tôi nói chuyện với nhau. Bà là con gái, bình tĩnh nha. Ông lo mà sự vụ này được á, không là để tôi ra tay. Rồi, gái là một hùng dữ vậy. Nè, cái anh kia tôi nói anh nghe này nè. Nè. Ê, cái ông kia. Ê, nghe rõ không? Nè, nói đi. Tôi nói ông nghe nè, đây là con gái của mafia đó, cho nên á là đừng có đụng vô cô ấy, phải không? Còn nếu như mà ông mà còn có ý định mà đụng vô cô ấy á thì đừng có trách tôi không tha cho ông đâu, nghe rõ chưa? Dạ anh ơi, bọn em không có tiền bạc gì đâu, anh đừng có chặn đường bọn em mà. Tìm danh con này. Còn dám uy hiếp ta sao hả? Đâu có đâu. Anh em đâu? Sao anh tẩn hắn nữa ta? Ủa cái gì? Ủa, đánh nhau luôn hả? Ok, thích thì chịu thôi. Chơi gì mà chịu vậy anh? Anh chị em đùa, lấy giờ là em nói đùa để cho cuộc sống vui vẻ tươi đẹp hơn chứ đừng có gì đâu mà. Thôi em đi nha, tạm biệt anh chị nha, trời ơi. Ủa? Hôm nay đùa vui quá. Sao không đánh nhau nữa? Quay, hồi nãy cứ đánh nhau mà sao đi đâu rồi? Ôi, trốn đi mấy ông, trốn đi. Ủa, hai tụi mình có làm gì đâu mà sao mấy ông kia chạy vậy? Chắc không có gì đâu Sam, chắc người ta không muốn gây sự với mình nữa mà, cho người ta chạy thôi, không có gì đâu. Thôi, bây giờ cũng trễ rồi, từ nãy giờ gặp nhiều chuyện xui quá. Thôi, bây giờ bọn mình đi về Sam ha. Ừ. Nhắc đi về quá. Ok, vậy mình đi về đi. Rồi à, nhưng mà khoan từ, Sam ơi, hôm nay á bà đi chơi chung với tôi bà có thấy vui không? Hôm nay hả? Hôm nay là ngày vui nhất từ trước giờ tôi từng sống luôn á. Chưa bao giờ tôi đi chơi công viên. Và đây là lần đầu tiên tôi ăn kem luôn á. Vui dễ sợ. Vui quá đúng không? Trời, tôi nói mà đi chơi chung với tôi á lúc nào cũng vui hết trơn á. Thôi rồi, vậy bây giờ bọn mình đi về nha. Ok. Rồi. Vậy thôi. Về thôi. Đi thôi. Sam đi trước đi. Sam đi trước đi, tôi gọi xe. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong bước đầu tiên khá là thuận lợi. Con bé đã bắt đầu tin tưởng mình hơn rồi. Mình sẽ tìm cách để có thể tìm được manh mối về băng nhóm mafia này. Thôi được rồi, đi thôi.